Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Nhồi máu cơ tim cấp gây tử vong rất nhanh nếu bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời. Có ít nhất 1/3 số bệnh nhân tử vong trước khi đến bệnh viện và 40-50% không qua khỏi khi đến bệnh viện. Khoảng 5-10% người bệnh tử vong trong vòng 12 tháng đầu sau khi bị nhồi máu cơ tim cấp. Việc chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ quyết định sự sống của bệnh nhân. Những năm gần đây, số ca nhồi máu cơ tim cấp có xu hướng gia tăng, không chỉ ở người cao tuổi mà người trẻ tuổi cũng có nguy cơ đối diện với bệnh lý này. Để cung cấp thông tin cho thính giả về cách nhận biết những dấu hiệu, nguyên nhân, cách phòng và phương pháp điều trị bệnh nhồi máu cơ tim cấp, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp Bác sĩ của bạn được livestream trên Facebook của Đài Truyền hình Ninh Thuận, trên website Mục Radio Phát thanh Online https://ninhthuantv.vn/radio, trên ứng dụng mobile app Truyền hình Ninh Thuận vào lúc 19 giờ đến 20 giờ thứ Sáu ngày 3 tháng 5 với chủ đề nhồi máu cơ tim cấp, với sự tham gia tư vấn và giải đáp của bác sĩ chuyên khoa 2, trưởng khoa tim mạch can thiệp Nguyễn Lạc Việt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Quý thính giả hãy truy cập vào website Mục Radio Phát thanh Online https://ninhthuantv.vn/radio, Facebook Đài Truyền hình Ninh Thuận, ứng dụng mobile app Truyền hình Ninh Thuận và gọi vào hotline 0259 383 1083 để đặt câu hỏi cho khách mời. Ngoài ra có thể gửi những câu hỏi trực tiếp trên livestream để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn giải đáp thắc mắc. Kính mời quý thính giả đón theo dõi.